Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ cập nhật là bản tin cho biết Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch xét nghiệm và hướng dẫn tái mở cửa kinh tế. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai công bố hướng dẫn bổ sung cho các tiểu bang thực hiện theo để có thể tái mở cửa kinh tế và gia tăng các việc xét nghiệm. Tổng thống Donald Trump tại buổi họp báo tình hình đại dịch COVID-19 đã thông báo kế hoạch đưa ra hướng dẫn ứng phó với đại dịch, phân biệt rạch ròi vai trò giữa tiểu bang và chính phủ liên bang. Tổng thống nói, hôm nay tôi công bố hướng dẫn bổ sung về xét nghiệm để thông báo các tiểu bang rằng họ phát triển kế hoạch theo từng giai đoạn một và tái mở cửa rất an toàn. Trong kế hoạch của chúng tôi, các tiểu bang nên mở cửa toàn bộ năng lực của mình, mở rộng xét nghiệm, thiết lập hệ thống giám sát để sớm phát giác bùng phát ở địa phương trên nền tảng xét nghiệm và truy ra những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều có. Tiến sĩ Deborah Brush và tiến sĩ Brett Rigor, Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã trình bày kế hoạch gồm 8 phần và ở 8 phần được nhóm lại thành 3 giai đoạn riêng biệt. Theo ông Rigor, Mỹ đã hoàn tất tất cả những phần trong 2 giai đoạn đầu và bây giờ đang bắt tay hoàn thành đầy đủ giai đoạn 3 bằng cách hỗ trợ tái mở cửa nền kinh tế của các tiểu bang. Ở giai đoạn 1, đó chính là khởi đầu xây dựng nền tảng xét nghiệm chẩn đoán, huy động khu vực tư nhân phát triển xét nghiệm, huy động các phòng thí nghiệm thương mại, thí nghiệm nghiên cứu và các hiệp hội chuyên nghiệp để tăng cường năng lực xét nghiệm, tạo điều kiện cho nỗ lực của các tiểu bang trong việc truy cập và sử dụng tất cả các năng lực xét nghiệm sẵn có. Giai đoạn 2 đó là phạm vi xác định và mở rộng hạ tầng xét nghiệm khu vực công và tư nhân, tăng cường chuỗi cung cấp xét nghiệm. Và giai đoạn 3 đó chính là hỗ trợ tái mở cửa, phối hợp với các thống đốc để hỗ trợ kế hoạch xét nghiệm và những chương trình ứng phó nhanh chóng. Theo một viên chức của Tòa Bạch Ốc thì mục tiêu là hỗ trợ mỗi tiểu bang có được năng lực xét nghiệm ít nhất là 2% trên tổng số dân, với sự tập trung cụ thể vào nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao và nhân viên y tế.